Chào các bạn, trên tay mình là chiếc Wiko Fever. Thì Tinh Tế đã từng trên tay chiếc Fever cho các bạn, nhưng mà hôm nay mình sẽ trên tay một phiên bản khác mà Wiko gọi là phiên bản đặc biệt, Special Edition của Fever. Thì cái phiên bản đặc biệt này nó sẽ khác cái gì? Đầu tiên đó là khác về cái thiết kế mặt lưng. Thì không chỉ còn là mặt lưng bình thường nữa, mà Fever Special Edition sẽ có thêm 3 cái tùy chọn về mặt lưng. Đầu tiên đó là kiểu hoàn thiện kim loại bóng, thứ hai đó là mặt lưng gỗ, và thứ ba là mặt lưng dạng vải dệt. Đó, thì đây chiếc mình cầm trên tay là chiếc mặt lưng bằng kim loại. Kim loại này là nó có được chia làm 3 màu: màu đen, màu xanh lá mạ và màu đen. Đó, nó có những cái cách phối màu khác nhau, chứ không chỉ là màu xanh và màu đen như này. Lát nữa mình cho các bạn xem từng cái một. Đó, cái thứ hai đó là cách phối màu của Wiko Fever Special Edition rất là đẹp. Ví dụ như các bạn thấy đây là phiên bản màu xanh đen, thì cái sườn của máy cũng là màu xanh, tương tự như là màu xanh của lưng máy luôn. Và nó là màu xanh lá mạ rất là đẹp. Đó, còn về cấu hình và về thiết kế thì Fever Special Edition này không khác so với Fever phiên bản thường. Chúng ta vẫn có một chiếc máy với kim loại, và mặt trước đó là màn hình là 5.2 Full HD với chip 8x1.3, camera phía sau là 13 megapixel với đèn flash LED ở đây, và có RAM 3GB với bộ nhớ trong là 32GB. Đó, giao diện phần mềm tùy biến Android 6.0. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xem từng phiên bản một. Đó, ở đây như bạn thấy trong cái tủ kính này nó bày các cái phiên bản mặt lưng bằng kim loại với nhiều màu khác nhau, ví dụ như là màu da cam, màu bạc, rồi là màu phiên bản gỗ ở đây, có rất là nhiều gỗ. Đó, rất là nhiều màu gỗ khác nhau và đều là gỗ thật. Đây là một chiếc Fever Special Edition khác. Đó, thì các bạn có thấy là Wiko tạo ra rất là nhiều cái tùy biến của cái Fever Special Edition này. Ví dụ đây là có một chiếc mặt lưng màu đen dạng kim loại mài xước. Đó, còn cái khung cũng là màu xám. Tiếp theo đó là một chiếc Fever màu da cam với lại sườn máy màu da cam rất đẹp. Đó, các bạn thấy là sườn nó màu da cam, mặt lưng là da cam và màu bạc hòa lẫn với nhau. Đây là một chiếc Fever Special Edition có mặt lưng là bằng vải dạng vải dệt, vải nó sờ nó sần sần xui xui. Đó, rất là hay và cũng rất là độc đáo. Chúng ta có một cái mặt lưng bằng vải, còn sườn máy là bằng vỏ nhôm kim loại màu nhôm thôi, màu bạc. Đây, mặt lưng khá đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm một chiếc Wiko Fever bằng gỗ cho các bạn xem ha. Rồi, đây là Fever Special Edition bằng mặt lưng là gỗ. Đó, gỗ rất đẹp. Các vân gỗ theo kiểu vân tự nhiên, đây là vân gỗ màu sáng. Ngoài ra thì Wiko còn có những gỗ màu đậm hơn nữa, cho những ai thích gỗ màu đậm. Đó, nó bao trọn mặt lưng của máy luôn. Hai phiên bản đặc biệt của Fever, một là bằng kim loại mài xước, hai là bằng gỗ. Rất hay. Ok, xin cảm ơn các bạn.